lúc nhỏ ăn cơm nhanh để chạy đi chơi cùng bạn bè. Câu đầu tiên khá là dễ đúng không nào? Lúc nhỏ ăn cơm nhanh để chạy đi chơi cùng với bạn bè. Thì câu này chúng ta chỉ cần dùng luôn ngữ pháp của đời 4 thôi mọi người ạ. À? Lúc nhỏ chúng ta sẽ dùng là gì nhỉ? Kodomo no koro wa. Ok. Thế thì bây giờ đằng sau này là mình ăn cơm nhanh Isoide de gohan o tabete ita. Mình chia về quá khứ nhá. Và để đi chơi cùng với bạn bè sẽ là Tomodachi <laughs> to asobu tame ni thì mình ghép vào câu này rất là dễ ý, mọi người ạ. Kodomo no koro wa tomodachi to asobu tame ni isoide gohan wo tabete ita. Ok, chúng ta nhìn tiếp câu sau này. Lớn lên rồi cũng ăn nhanh, nhưng không phải đi chơi với bạn bè nữa, mà là ăn nhanh để vội vàng chạy vào chỗ làm. Có ai trong chúng ta cũng như này không? <laughs> Thực ra cái câu này á, à, khi mà chuyển sang tiếng Nhật thì nó sẽ hơi bị dài một chút Nhưng mà nó sẽ diễn giải được đủ ý của nó này Cái đoạn đầu tiên chúng ta tách ra nhá Lớn lên rồi cũng ăn nhanh tức là thể hiện một cái sự không thay đổi so với ngày xưa đúng không? Otona ni lớn lên rồi thì thế nào đó này cũng ăn nhanh ai kawarazu ai kawarazu có nghĩa là gì nhỉ không thay đổi vẫn giống như cái ngày trước chẳng hạn đúng nào ai kawarazu isoi de taberu koto wa aru keredo ok chưa nào và chúng ta đi tốt cái nốt cái vế còn lại nhé nhưng không phải đi chơi bạn bè nữa không phải chơi bạn bè nữa thì sẽ là gì nhỉ mo tomodachi to asobi ni iku tame dewa naku chúng ta phủ định một vế này đúng không? Thế còn vế sau là gì nhỉ? Mà lá để vội vàng chạy vào chỗ làm thì bây giờ mình sẽ không dùng là gì nhỉ? Chạy vào lại công ty nữa, không không, không dùng kiểu gì quất bay quất như vậy mà mình cứ dùng một cái từ đơn giản là gì nhỉ? Shigoto ni isoi de iku tame da. Ok, lại nhá. Otona ni natte mo ai kawarazu isoi de taberu koto wa aru keredo mo tomodachi to asobi ni iku tame dewa naku shigoto ni isoi de iku tame da. Ok. Hồi còn nhỏ xin tiền Mẹ hay la Tiền đâu mà cho hoài Trời ơi câu này nghe dễ thương đúng không Hồi nhỏ xin tiền là mẹ hay la Các bạn nói cái từ xin tiền như thế nào ừ. à, Cái cụm từ này chúng ta sẽ dùng là Okozukai o morao -sine". Xin mẹ cái tiền tiêu vặt đó Nhá Hay eh, Kodomo no koro hahao ya ni Okozukai o morao to suru to Tại sao lại dùng là tốt sự được tốt như mọi người nhỉ? Đây là một cái ngữ pháp của N3 nhé mọi người nhá. Nó sẽ thể hiện cái cái việc là à cứ hễ mà mình làm cái gì đó Được chưa nào? Hao yani okane o morau tốt sự được tốt. Và đằng sau này mẹ la đúng không? <laughs> Tiền đâu mà cho hoài? Cái từ này các bạn có thể dịch được không? <laughs> Tiền đâu mà cho hoài? Chúng ta có thể dùng một cái ngữ pháp của N3 đi để có thể dịch cái câu này. Itsumo okane ga aru wake janai yo. Đúng không nào? Cái từ wa janai ja không phải là lúc nào cũng có tiền đâu nha. Ok? Đấy, và đằng sau chúng ta kết cái câu là gì nhỉ? Mẹ hay la. okorareta desu ne. tôi hay bị mẹ mắng. Thì à, khi mà các bạn dùng cái từ là À, như thế này, để về thành dạng bị động, ấy, thì các bạn sẽ tạo được thành một cái câu văn mà nó có sự thống nhất về mặt chủ ngữ nhé. Đằng trước là mình xin tiền mẹ, thì chủ ngữ vẫn là mình, đúng không nào? Okurare, là mình xin tiền mẹ này. Ok, và đằng sau gì nhỉ? Okuradeta là mình bị mắng Đó thì uh, trong khi mà nói những câu văn Trong tiếng Nhật ấy mọi người Và đặc biệt là dịch câu á Thì cái việc mà thống nhất về chủ ngữ uh, Nó rất là quan trọng Nên các bạn chú ý cái điều này Nhá Lúc đó cứ nghĩ mẹ không cho tiền là mẹ không thương mình Sono -wa", -ne. Lúc đó đúng không? Lúc đó thì làm sao nhỉ? Nghĩ đúng không? Omote itakeredo Và nghĩ gì nhỉ? Mẹ không cho tiền Mẹ không cho tiền sẽ là gì nhỉ? Okane wo kurenai no wa

bây giờ khi mà lớn lên thành người lớn rồi đúng không nào thì mới biết gì nhở đồng tiền thật khó kiếm kiếm tiền là gì mọi người Ok, okay, okay chưa nào đó lớn lên thì mới biết cái việc kiếm tiền nó thực sự là rất khó khăn nhá lúc nhỏ nghĩ gì thì lớn lên đều trái ngược lại hết câu này Câu này thực ra nếu mà sang bên tiếng Nhật mà các bạn dùng một cái từ trái ngược một kiểu han tai hay là say han tai các kiểu ạ thì tự nhiên cái cái mạch văn ấy, cái câu văn nó sẽ trở nên cái nó sẽ hơi bị khô cứng ấy mọi người. Thế nên là cái lúc mà khi mà dịch trong cái phần này thì mình cũng rất là băn khoăn để lựa chọn cái từ gì. Nếu mà dùng nguyên cái từ trái ngược thì thì cái mạch văn nó sẽ không ổn nó đang, đang không đậm chất tự sự. Nên là mình dùng một cái từ là chỉ gạo là khác đi nhá thì mình sẽ dịch cái câu này gì nhỉ à, lúc nhỏ nghĩ gì thì lớn lên trái ngược hết thì bây giờ sang bên tiếng nhật mình sẽ dịch là gì nhỉ à giữa hồi nhỏ và bây giờ thì thì bây giờ làm sao nhỉ có rất là nhiều điều nó nó khác đi nhá thì cái câu văn nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều trong tiếng việt mà nó vẫn à, trong tiếng nhật mà nó vẫn đảm bảo được cái nghĩa gốc của chúng ta nhá kodomo no koro to đều de giữa ngày xưa và bây giờ giữa à, giữa hồi nhỏ và bây giờ nhá kodomo no koro to ima to de wa desu ne koto ga chigatte koto ni kizuita mình nhận ra rằng cái điều là nhá koto ni kizuita ok cho mọi người nhưng dù thế nào thì chúng ta cũng đã ở trong cái độ tuổi được gọi là người lớn rồi nhưng dù thế nào dochira ni shitemo Ok, một tức là gì nhỉ? À, ở bây giờ dù thế nào chăng nữa là Thực ra cái cụm từ này nó hơi chung chung ấy, Nên là mình cũng dùng một cái từ mà nó cũng hơi chung chung kiểu như vậy đúng không? Không biết dù thế nào, dù thế gì đây đúng không? Nhưng mà là mình có thể dịch đơn giản là gì nhỉ? Đó ni mo, à, Chúng ta cũng đang ở trong độ tuổi được gọi là người lớn Thì thực ra cái câu văn tiếng Nhật nó đơn giản thôi Đó chỉ ni mô ô tô trên áo, ờ ừ, dù sao thì mình cũng là là người lớn rồi. còn nếu mà các bạn nào mà muốn dịch kiểu wut by word ấy, thì có thể nói kỹ hơn rằng là gì nhỉ? The chilani <laughs> otona i tức là mình mình dùng wut by word luôn, ờ là cái lứa tuổi mà chúng ta có thể gọi mình là người lớn cũng được rồi. đó nhá otona tei stemo i thì các bạn có thể tham khảo dùng cách nào cũng được nhá nói đơn giản thì là mo nanda là được rồi nhá càng lớn càng vội vàng một câu rất là ngắn nhưng mà mình sẽ phải tách riêng để phân tích cho các bạn à, bình thường nếu mà chúng ta tức là trong cái câu này nó thể hiện hai cái sự mà thay đổi về mặt trạng thái đúng không nào thế nên là và cái từ vội vàng đằng sau nếu mà chúng ta dùng một cái từ mà nó cũng gần gần với nó rất là quen thuộc ở trong tầm từ bốn năm các bạn có thể dùng là isogashi <laughs> nhé ừ, thì mình có thể dùng à, nếu mà là các bạn nào mà đang học từ bốn các bạn hoàn toàn có thể dịch cái câu này đó gì nhỉ otonani <laughs> nareba なるほどです eh cũng được. Thế nhưng mà à, để mà cho nó kiểu Chữ tình hơn, nó tự sự hơn và câu văn nó hay hơn thì mình sẽ dịch lại cái vế sau đi nhá. Cái vế trước các bạn vẫn giữ là gì nhỉ? Otona ni なればなるほど. Đằng sau nếu mà bạn đang học N1, N2 các bạn có thể sử dụng những cái từ vựng như là gì nhỉ? めまぐるしく <laughs> Cái từ めまぐるしく <laughs> có nghĩa là gì nhỉ? Dồn dập tới tấp càng lớn thì cuộc sống nó càng dồn dập nó càng vồn vã nó càng tới tấp nhá hoặc là một cái từ khác cũng rất là hay các bạn có thể dùng từ acedi nhá acedi có nghĩa là gì nhỉ là hấp tấp là nóng ruột là vội vàng cũng có thể nói là gì đấy otonani nareba naru hodo acedi wa okikunaru Ok, ừ. cái cái sự vội vàng, cái sự hấp tấp, cái sự nóng vượt trong lòng chúng ta nó càng lớn lên nhá thì mình nghĩ là với hai cái cách dịch uh, mà sử dụng những cái từ uh, của tầm N2 N1 như thế này thì cái câu văn nó sẽ nó sẽ uh, nhấn mạnh hơn cái cảm xúc của con người khi mà uh, thấy cái cuộc sống khi mà lớn lên rồi nó càng ngày càng trở nên gì nhỉ, vội vã hơn. Vừa phải kiếm tiền trang trải cho cuộc sống, vừa phải tiết kiệm lập kế hoạch cho tương lai, vừa phải kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống nhá yeah. uh, kiếm tiền trang trải cho cuộc sống vẫn là dùng từ kasegu đi nhá yeah. thì bây giờ trang tiền để trang trải cuộc sống chúng ta có từ là seikatsu yeah. hi nhé jibun no seikatsu hi o kasegi tsutsu ok chỗ này mình dùng từ tsutsu à, uh, tại sao không dùng nagara dùng nagara cũng được thế nhưng mà tsutsu thì nó là một cái ngữ pháp của tầm n hai n một thì vào cái câu văn nó sẽ kiểu động chất tự sự hơn nhá jibun no seikatsu hi o kasegi tsutsu và về sau là phải tiết kiệm lập kế hoạch cho tương lai thì cái câu này mình dịch đơn giản thôi nhé. Chúng ta dùng từ gì? Bình thường các bạn nghĩ là cái từ tiết kiệm tiền ấy chúng ta hay nghĩ ra luôn từ là chokin sơ nhé. Tuy nhiên cái từ à sơ suru thì nó sẽ thường dùng trong những cái văn cảnh là mình tiết kiệm tiền để uh, phục vụ cho những cái nhu cầu cơ bản trong cuộc sống, mua những cái đồ uh, gần gũi cuộc sống. Còn trong trường hợp này các bạn có thể dùng cho mình một cái từ khác đó từ chochiku nhé. Chochiku cũng nghĩa là mình kiếp tiết kiệm tiền nhưng mà mình tiết kiệm tiền kiểu tích lũy ra một cái khoản lớn để mua những cái gì mà nó gì nhỉ nó có giá trị lớn hơn nhá thì sẽ là gì đấy à show đây nó thải mến nhỉ nào show đây bài này ok cả câu sẽ là gì nhá zibun eh no seikatsu hi o kasegi tsutsu show đây nhìn lại còn cuộc đua với tuổi tác của bố mẹ một câu rất là ngắn nhưng mà mình sẽ phải tách riêng ra bởi vì thực tế nhá cái câu này ấy, cái từ là cuộc đua tuổi tác với bố mẹ còn lại là cuộc đua tuổi tác với bố mẹ thì thực ra nếu mà chúng ta dịch gọi là good by wood sang bên tiếng nhật thì có lẽ là nếu mà là người nhật họ nghe thì họ sẽ hơi bị khó hiểu một chút cuộc đua với tuổi tác ừ uhm, thì thực ra trong cái văn cảnh này á nếu mà chuyển sang tiếng Nhật thì mình sẽ phải diễn giải ra rõ hơn một chút cụ thể cái cuộc đua với tuổi tác ở đây nó có nghĩa là gì thì mình sẽ hiểu đằng sau cái mặt chữ đó là gì nhỉ khi mà theo thời gian bố mẹ càng ngày càng già đi đúng không thế thì thế thì chúng ta cũng phải cố gắng để lớn lên thành công thì cái tốc độ mà chúng ta thành công sẽ phải gì nhỉ? Sẽ phải cố gắng là nhanh hơn đúng không? Nhanh hơn cái tốc độ già đi của bố mẹ thế nên là chúng ta sẽ có cái hình ảnh là gì nhỉ? Là một cái cuộc đua với thời gian nhá. Cuộc đua với thời gian để để gì nhỉ? Để làm sao cái tốc độ thành công của mình nó sẽ chiến thắng cái tốc độ già đi của bố mẹ. Thì thì khi mà hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ có thể nói là gì nhỉ? Thực ra cái câu này nó cũng không hẳn là gì nhỉ? ra hết được ý để mà có nếu mà là người nhật họ nghe mà phát hiểu luôn đâu nhưng mà uh, một chút nữa mình sẽ em giải thích thêm một chút là đằng sau suy ca thêm một chút đằng sau để cái câu văn nó sắc nghĩa hơn nhá uh, thì trước tiên là mình dịch cái câu này sẽ là gì nhỉ mata oyamo don don toshio torunode jikan to no shoubu da đó thì chỗ này là gì nhỉ và hơn nữa thì bố mẹ cũng cũng già đi đúng không cũng sẽ nhanh chóng mà già đi thế nên là à, chúng ta sẽ phải có một cái à, một cái cuộc chiến với cả thời gian đúng không và lúc này nếu mà là người nhật người ta hỏi là thế thì cụ thể nó nghĩa là gì cuộc chiến thời gian đây có nghĩa là gì thì mình sẽ phải giải thích là à bởi vì là à, cái này liên quan một chút đến văn hóa nhé đó là ở ừ, có thể ở bên Nhật ấy, cái mối quan hệ giữa con cái với bố mẹ nó không quá mật thiết nên là người ta sẽ không hình dung được cái việc là à con cái sau này sẽ phải chăm sóc phụng dưỡng báo hiếu bố mẹ đâu nhưng mà Việt Nam mình có cái đấy thế nên là mình sẽ phải giải thích lên ví dụ như là gì nhỉ? À oya ga genki na uchi ni Tức là gì nhỉ? Trong cái lúc mà bố mẹ còn trẻ chẳng hạn, còn khỏe thì mình phải cố gắng để gì nhỉ? Để có thể báo hiếu được cho bố mẹ nhá, yeah. đó nhá. Yeah. Thì cái câu này nó sẽ như vậy thì thực ra ở trong cái câu văn này nó sẽ hơi thể hiện một chút cái sự khác biệt về văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản ấy thế nên là nếu mà chúng ta um, có thể giải thích được kỹ hơn cho người Nhật cái câu này thì có thể là người ta sẽ hiểu hơn đấy nhá. Yeah. Có đêm nào bạn nằm trằn trọc với mớ suy nghĩ hỗn độn đó mà tâm trí chưa một lần được nghỉ ngơi chưa? Có đêm nào à, bạn nằm trần trọc với mớ suy nghĩ hỗn độn đó mà tâm trí chưa một lần được nghỉ ngơi chưa ạ. Câu này nó dài mà nó chữ tình ghê ha mọi người nhá. Thì trước tiên là có đêm nào nhá, có đêm nào yodoga aru darou ka ですね có những cái đêm thế nào thế nào đó này và bây giờ một loạt những cái bổ ngữ cho cái đêm đấy thì mình sẽ cho đằng trước nhá ok thì bây giờ cái chỗ này mình sẽ phân tích ra một chút nhá à, bởi vì nếu mà dịch quốc bay quốc thì nó sẽ hơi bị khó một chút mọi người hơi hơi bị kiểu như là tối nghĩa câu văn đó nên là để làm sao vừa đảm bảo được cái chất tự sự cho cái câu văn nó thoát ý dễ hiểu thì chúng ta sẽ phải chỉnh lý lại một chút này ừ, đó là gì nhỉ à, trước tiên chúng ta sẽ thấy là bạn này bạn ý trần chọc với những cái mớ suy nghĩ hỗn độn đúng không nào ừ, trần chọc với suy nghĩ hỗn độn thì mình sẽ có thể dùng cái từ là gì nhỉ kokoro nayamaseru, được là mình làm cho trái tim mình làm cho cái nội tâm bên trong của mình nó gì nhỉ nó trằn trọc hỗn độn bởi những cái điều gì bởi những cái mớ suy nghĩ hỗn độn đó thì mình có thể dùng một cái từ uh, suy nghĩ hỗn độn thì cũng có rất là nhiều cách dịch nhưng mà trong cái câu trong cái mạch văn này thì mình sẽ dùng là gì nhỉ goto ne so yu idona goto ni kokoro nayamaseta ta được chưa nào? Đó, thế còn bây giờ tiếp theo này Mà tâm trí chưa một lần được nghỉ ngơi hay chưa Thì chỗ này mình sẽ hiểu là À, mình trằn trọc uh, mình chăn chọc với những cái điều đó rồi Trong cái trạng thái mà Đầu óc của mình nó không hề thanh thản Không hề được nghỉ ngơi đúng không nào Vậy thì lúc này ở cái vế trước đó Mình sẽ để thành một cái vế mà nó thể hiện Một cái trạng thái của cái người đấy Là cái trạng thái mà cảm thấy không được nghỉ ngơi Không được thảnh thơi gì cả Thì mình sẽ có thể dùng hai cái từ là gì nhỉ Oitateru là là xua, là đuổi đấy ừ. Và đằng sau sẽ có một cái từ là gì nhỉ? <laughs> bình thường cái từ <laughs> Là gì mọi người? Là bình tĩnh lại đúng không? À, nhưng mà nó cũng có thể diễn tả Cái trạng thái là gì nhỉ? Cảm thấy yên lòng Cảm thấy thanh thản, thảnh thơi Nhớ là Thì ghép lại cả một câu sẽ là gì nhỉ? <laughs> Đưa về thể bị động nhá Là mình cứ bị hối thúc mà không gì đấy nhỉ? <laughs> mà không cảm thấy thảnh thơi Không cảm thấy yên lòng, thoải mái gì cả Và đằng sau là gì nhỉ? 、そういういろんな心配事に心を悩ませた夜があるだろうか。Được chưa? Thành một câu văn sẽ như vậy. Ok. Và hai câu cuối cùng của chúng ta này. Thôi thì hãy cố gắng mà bước tiếp về phía trước bạn nhé. Thôi thì cố gắng mà bước tiếp về phía trước bạn nhé. Thôi các Thôi thì đúng không? Ờ, trước tiên làm sao nhỉ? Mai ni susume ni Chúng ta hãy cố gắng để mà có thể tiến về phía trước nhé. Và câu cuối cùng này. Hạnh phúc đôi khi đơn giản ở ngay những điều bình dị trước mắt chúng ta. Hạnh phúc đôi khi đơn giản ở ngay những điều bình dị trước mắt chúng ta. seva, Ok, seva ngay trước mắt chúng ta nè. Watashi tachi no me no mae ni. Làm sao nhỉ? Aru simple na koto là những cái điều bình dị mà nó có ngay ở trước mắt chúng ta. Và bây giờ chúng ta thêm một cái động từ mà để nối là à hạnh phúc nó nằm ở trong những cái điều đấy thì trong tiếng Nhật thì mình có thể dùng từ kakureru là ẩn giấu nhá. Có lẽ là hạnh phúc nó ẩn giấu ở ngay những cái điều rất là bình dị giản đơn ngay trước mắt chúng ta. Shiawase wa watashitachi no me no mae ni aru simple na koto ni kakurete iru kamo shirenai. Được chưa nào? Có lẽ và diễn tả cái trạng thái thì sẽ là gì nhỉ? Te iru desu ne. Kakurete iru kamo shirenai đó một bài mà kiểu chữa lành tâm hồn rất là hay à, thì à, hy vọng là bằng cái việc học kiểu như thế này thì các bạn vừa có thể cảm thấy thoải mái hơn à, sau một ngày làm việc mệt mỏi và cũng có thể vừa học được rất là nhiều những cái tip hay tip nhỏ mà mình đã nói à, ở trong xuyên suốt bài dịch vừa rồi nhá ok và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip tiếp theo nhá